Phiên tòa phúc thẩm xét xử các cựu lãnh đạo công ty dược VN Pharma hiện đang trong thời gian nghị án. Bản án phúc thẩm dự kiến được tuyên vào ngày 30 tháng 10. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm tháng 8 năm 2017, với tội danh buôn lậu, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc VN Pharma, đã bị tuyên 12 năm tù. Tuy nhiên, với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao trong phiên phúc thẩm ngày hôm qua, thì rất có thể là bị cáo này sẽ bị truy tố với tội danh mới, đó là buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Khi đó, mức án của Nguyễn Minh Hùng sẽ khác. Trao đổi với VTC, tiến sĩ Phan Anh Tuấn, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi cơ quan chức năng xác định 9.300 hột H Capita là thuốc giả chứ không phải là thuốc kém chất lượng, thì tội danh cần truy tố phải là buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Điều này trùng với quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao trong phiên phúc thẩm. Theo tiến sĩ Phan Anh Tuấn, khi đó Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm sẽ bị xử lý dựa theo Điều 157 của Bộ Luật Hình sự về buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, trong vụ án VN Pharma, 9.300 hột thuốc chưa được đưa ra thị trường nên chưa ghi nhận hậu quả, chưa có người bệnh dùng phải hay chứng minh được thiệt hại. Do đó, dựa theo khoản 2 của Điều 157 Bộ Luật Hình sự, mức án cao nhất chỉ là 12 năm tù giam. Điều này có nghĩa là mức án không khác so với sơ thẩm, mà chỉ khác về tội danh. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng điều quan trọng nhất không phải là mức án, mà là phải định đúng tội danh và xử lý đúng quy định của pháp luật.